Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Katia Gato Cuộc Sống Pháp. Thì Dung với ông xã Dung ghé qua nhà con trai của ông xã Dung coi hai anh bạn làm. Mùa hè đó cô chú anh chị, chỗ này rất là nắng, không có cây xanh, nên là thường phải bắt dù mới đi ngồi ở ngoài ăn được á. Nên là con trai của ông xã Dung nó rất là thích cái mái che ở nhà hàng của mình, nên là hai anh bạn của ông xã Dung mới làm dùm. Thấy nhỏ nhỏ xíu vậy đó cô chú anh chị ơi. Bề ngang có 4 mét thôi, xuôi xuống thì cũng 4 mét. Nhưng mà tốn hết 1.500 lận đó. Tiền vật tư rất là mắc luôn. Mua vật tư không là hết 800 mơ rồi đó cô chú anh chị. Là mua gỗ không á nha. Rồi hết 250 chục ơ tiền ngói lợp nữa là hết 1.000. Rồi hai anh bạn làm hết 6 ngày nữa. Mỗi người 3 ngày. Thì... thêm ra mỗi 120 ơ một ngày nữa cô chú anh chị, tính sơ sơ không là 1.500 đó hơn. Jack, c'est ton téléphone? Mais c'est quoi le plaque là? Derrière là? Thiếu hết một tấm gỗ đó cô chú anh chị. Ông xã Dung phải chạy đi mua giùm. Tại con trai của ông xã Dung nó đi làm, với lại vợ cũng đi làm á. Ủa? On peut pas mettre le tuyau direct sans placo. Mình có thể lợp ngói trực tiếp luôn nha cô chú anh chị. Nhưng mà ông xã Dung nói là lợp một cái lớp gỗ như vậy nữa để cho đỡ nắng, nở nóng. C'est la retraite. Voilà, ça c'est la retraite. Et on boit pas l'apéro. Non, on boit pas l'apéro. Et c'est quoi alors? Ça c'est la moyenne Michel. La moyenne Michel après. Ouais, ouais. Va bien, elle va bien. Elle va bien? Qu'est-ce que c'est pas ça? Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái khối thịt heo mà Dung vừa đi chợ lấy về. Trời ơi cái dao. Dao ngày làm là nó đi tu tới rồi đó. Điều là em sẽ Dung phải phải liếc dao này cắt thịt đó cô chú anh chị ơi, là ngày nào cũng phải liếc hết trơn á, nó không có rửa qua cái là nó lụt à. Đó. Thịt rất là đẹp luôn, không có nước nha cô chú anh chị. Là có anh Jack với lại anh Roger ở lại ăn trưa với vợ chồng mình, cho nên là mà sáng thì Vinh đi công việc thì hai ảnh dọn dẹp xung quanh nhà giùm Dung á. Này bên trong là cái này cái bằng thịt cô chú anh chị nói hoài mà Dung quên nè. Cái này nó là vai nè, dăm gì đó. Nói hoài mà quên hoài đó à. Đây là cái nước sốt me mà Dung ướp bò. Nhưng cô chú anh chị, hôm nay thì ông xã Dung kêu Dung làm với là thịt heo, khách cũng kêu mình là thử với là thịt heo coi là lên thực đơn luôn. Hôm nay thì Dung sẽ thử cho ông xã và các bạn Dung ăn thử ăn trưa, thử coi nó có hợp khẩu vị hay không á. Nếu mà hợp là mình sẽ bán cái này luôn. Cái này ở trong làng á, nhưng cô chú anh chị, những nhà hàng ở trong làng người ta bán một cái miếng như vậy nè là 22 euro nha. Nước sốt là tính tiền riêng á cô chú anh chị ơi, là 2 đồng một cái chén nước sốt nữa đó. Tùy theo mình ăn sốt tiêu hoặc là sốt hành hay là sốt phô mai. Cái miếng này nó dày hơn xíu mà là 350 gram á cô chú anh chị, là 22 đồng nha. Nhà hàng Việt thì mình phải làm cái sốt Việt á, chứ mình bán cái sốt phô mai thì cũng vậy rồi, bán phá giá người ta nữa, thì chỗ bạn bè nữa, nên là mình mới nói để mình trộn thử cái nước sốt này thử coi làm sao. Mà khách cũng nói với mình là chắc sẽ ngon đó, nên là kêu Dung làm thử. Thử thì thử liền, có gì mà lo.
Được thì bán, không được thì thôi. Đó, mình chiên chả giò cho mấy ông ăn nha. Đây là mình chiên chả giò cho mấy ông ăn trưa. Dầu dữ lắm nha cô chú anh chị, đó mình phải đảo cho nó rớt dầu xuống mới được, nó mà nó rớt cái mấy cái bánh tráng vụn này nè. Mấy cái bánh tráng vụn này rớt vô dầu á, trời ơi chùi dầu cực dữ lắm. Xin chào. Xin chào. Xin chào bà cô chú. Cảm ơn cô chú. Sophie, xin cảm ơn chị nào. Vậy chú Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Rất hiếm khi được những cái dịp mà tụi mình ngồi ăn chung như vậy, trừ khi nào mà mấy anh làm ở chỗ Dung á, thì mới ăn cơm trưa thôi. Tại vì làm thì mình ăn trưa như vậy thì mấy anh lấy 120, nhưng mà nếu mà không có ăn trưa là 150 như người chú anh chị. Đó thì hôm nay rất là vui, trùng hợp đó là mọi người đều mặc đồ đen hết. Thỉnh thoảng thì các anh dẫn vợ tới chỗ Dung ăn trưa, nhưng mà lúc mà mấy anh tới ăn thì vợ chồng Dung làm nên đâu có ngồi nói chuyện được với nhau. Ah oui oui, les tripes vietnamiennes, j'ai vu. Ah oui. Mais elles n'étaient pas préparées là, il n'y avait pas la sauce. Ah oui. C'est nouveau. Hai ông bạn thấy cái hình hôm qua ông xã Dung ăn lòng bò đó cô chú anh chị, thì hai ông nói là ông xã Dung ăn lòng bò sống à, nhưng mà không phải, ông xã Dung giải thích là luộc rồi xong rồi bỏ lên rồi hấp với là ăn một cái với nước mắm nêm á, là nước sốt à, là hai ông lúc trước là Dung làm bò phá lấu á, là mấy ông ăn rất là ghiền nha đó, nhưng mà lâu rồi Dung không có làm lại. Dung nói để bữa nào Dung mua được lưỡi bò lòng bò rồi này khi Dung về Dung nấu để mấy anh ăn một bữa. Hôm qua nhà mình ăn lòng bò, bò sóc đó cô chú anh chị. Bò sóc thật ra là một cái món mà ở dưới quê người ta đặt tên thôi. Thì mọi người bảo với Dung là ăn có rất là nhiều cholesterol, không tốt cho sức khỏe. Thật ra nha cô chú anh chị, lòng bò là rất là tốt cho sức khỏe luôn, tại vì nó có rất là nhiều protein nè, nhiều chất sắt và nhiều muốn khoáng nữa như sắt, đồng gì đó, phosphate gì đó. Nói chung là ở bên này người ta khuyến cáo ăn cho những người nào mà bị thiếu máu đó cô chú anh chị. Thì nhưng mà cũng được khuyến khích là không có được nên ăn thường xuyên cô chú anh chị. Cũng lâu lắm rồi Dung với ông xã Dung mới ăn món này thôi. Mà bây giờ cô chú anh chị mình cứ cử cái này, mình cứ cử cái kia mà chưa chắc mình đã sống dai nha. Nó hồi bây giờ có nhiều ca á, trường hợp bên này á, người ta ngủ rồi người ta đi luôn á, chứ không lẽ giờ mình cử mình không ngủ đó. Cho nên là ông Dung cũng nói ông xã Dung á, với các anh bạn thì anh bạn nói ăn được cứ ăn, hèm thì cứ ăn thôi. Non, voilà, ben non, c'est ça. Il faut qu'on te note. Oui. Voilà, noter. Et en fait, tu les fais toujours les repas, là, pour les ouvriers, à midi, là, steak frit, toujours, pour toi. Et ils viennent plus là, ils sont partis, je sais pas où ils sont. Hein? Bon, ils viennent toujours, hein. Non, mais tu l'as. Des petits morceaux, alors, voilà, c'est pas. Ouh, ça sent mauvais. Ouais. Ouais, ça sent mauvais, des frites. Ça sent mauvais. Eh ben, c'est chaud. Si vous voulez du pain. Ça sent bon. Déjà. Vous avez un plat de ça, mais avec le bœuf. Ça, on le fait normalement avec le bœuf. Là, on fait des scies avec le cochon. Ah. Avec, avec de l'échine. Pour voir. Ah, ben, s'il y a des Arabes qui viennent, tu peux pas leur dire. C'est là, hein. Ah. Tu dis pas que c'est du cochon. Non. Ouais, ça, je veux. Merci. On teste alors. Ouais. On est pour moi. Tiens, ces couteaux, tu les avais, ces couteaux? Oui.
Ça veut pas, hein. Je fais rien de kebab. Caramel. Non. Non, pas de caramel. Puis on fait le bœuf, tu sais, c'est-à-dire que toi, tu le fais cuire dans la poêle, avec cette sauce, j'ai buté, mais ça va être bon aussi de... Le cochon. Qui c'est que je t'ai dit, il y a plus de... C'est le fritteur. Il y a bon, parce que je suis carré. Ah, thịt mà, heo sốt me, ướp những cái sốt me Dung làm, xong rồi chiên lên nhân của chú Hình Điện đó, ăn ngon, được, ngon. Nên là Dung nói với ông xã Dung là cái set thực đơn ở trên bàn của mình á là sắp hết rồi, cho nên là Dung phải đặt người ta in cho mình á. Nhưng mà muốn in á thì mình có một công ty thiết kế là họ sẽ thiết kế lại cái tờ để trên bàn á cho mình á, cái menu cho mình á, xong rồi họ thêm món vào, mình làm một ít món mới. Mấy anh cứ hỏi cái mình là có gì ở trong nước sốt. Thật sự là rất là nhiều gia vị trong này, có hành, tỏi, sả rồi này kia. Thì chiên lên nó rất là thơm nha quý anh chị. Đó, đồ thơm nhiều á. Ăn cay được, có thêm ớt cay vô nữa mới ngon. Tu veux ça, mon cousin? Avec le bœuf, ça goûte très fort de l'ail. C'est bon. Ici, la carte, il y a là. Avec de l'ail, c'est facile. Là. Oh, la carte, là. Voilà. C'est ça qu'on fait. C'est nouveau. Ouais. C'est bon, là. Le beau, ouais, on est mal. Je sais pas combien. Ouais, bah, tu mets sans se mettre la merde, mais c'est pas ce qu'il y a. Expliquer. Et non, tu n'as pas le savoir. Tu vas dans le restaurant vient de la mienne, on dit que moi j'ai vu de la mienne. Là, ça, c'est vu de la mienne. Et ce matin, il y a un type qui m'a foutu un truc dans la boîte aux lettres. À G16. Ngồi ở ngoài này, nhân của chú anh chị là do mấy cái tấm bạc công xã Dung che ở ngoài đó. Mình mở có hai mặt ở cái trước mặt thôi, hai bên hông. Thì chiều mình mới mở, tại chiều bên đó nắng dữ lắm. Mở ra cho thoáng gió đó, cho nên là ngồi ở đây á. Nó đầy nắng á, cô chú anh chị nó ché là Dung quay cái mặt ai cũng đỏ, ngồi vậy đó. J'ai appelé d'Espagne. C'est Philippe. Anh Jacques với lại anh José bây giờ là giống như một bộ đôi, hai anh đi làm chỗ này chỗ kia, nhưng mà mặc dù là về hưu rồi nhưng chú anh chị đó, nhưng mà ai kêu làm này làm kia đó là hai anh cứ đi bộ đôi cùng với nhau vậy đó, làm chung với nhau. À, được duyệt cái món này nha cô chú anh chị. Đó, hai anh bạn ăn là rất là ngon, mà ông xã Dung cũng khen nữa. Đó, mà cái này là Dung phải điều chỉnh lại cho nó cay cay một chút xíu nữa. Cái mùi tỏi á, thì nó hơi nồng. Đó, nên nếu mà ăn được tỏi quen á, thì sẽ rất là ngon. Còn nếu mà ai ăn quen tỏi, mà tỏi á, tại vì mình xay nhuyễn ra rồi, khi mà mình chiên lên á, cái tỏi nó chín rồi, nó rất là thơm luôn. Mà mình thấy những cái nhà hàng ở trong làng á nha, người ta bán một lát như vậy đó mà 22 đồng. Rồi mình thấy nói chung là giá cao đó cô chú chị, nhưng mà người ta vẫn mua bình thường à. Mấy anh rất là thích cái nước sốt đó, mọi người lấy bánh mì về cái dĩa cho nó sạch luôn cái nước sốt bò, mấy anh nó đã bỏ uổng quá. Thì Dung bán ở nhà hàng thì sáng bữa nào Dung cũng đi lấy bánh mì hết nha cô chú anh chị, tại vì trưa những cái người mà người ta làm á, nhiều khi người ta làm công việc nặng á thì người ta ăn đồ Việt kèm cơm, nhưng mà ăn thêm bánh mì nữa, bốn người mà ăn một ổ bánh mì bự rồi đó. Ấy đi rồi. Hello mùa. Chưa bắt tivi đấy. Không. Ah, je sais pas pourquoi. Elle m'a profité, regarde, je te l'ai dit. Oh putain. Aïe aïe aïe. Là on a rigolé. Hein. Ce con. Oh, c'est vrai, j'ai cher. Le chinois, il faisait chier et tout. Dung cũng xin dừng cái video tại đây nha, bà cô chú anh chị và các bạn. Xin tạm biệt. Voilà, le final. Il faisait nuit. On voyait plus. Tạm biệt, cô chú. Tạm biệt.
Tambi Kebakotchou. Tambi Kebakotchou. Tu avais un cousin. Ah, le riz, c'est jaune, c'est jaune. Un cousin à Josy. Ah mais oui, il faut y aller, je dis l'Espagne. Et vous n'avez pas mieux que ce longtemps qu'il arrive le profil. Oh, si tu veux. Et oui, mais parce que vis-à-vis de l'année. Ah oui. Il va me voir, il va me voir. Tu lui poses à l'appareil.